Viết tóc giống quả á hậu coi nó kiểu gì trời. Lớn lên chắc đi thi đi hát gông nhiêu quá, anh làm ca sĩ quá. Nghiệp của bà với ba mà. Đừng có nhớ mấy cà nó không biết gì nữa. Nốt rồi. Muốn bài khác. Dễ thôi. Dễ thôi kìa. Mắc cười á. Giống như mấy cái bài hát mà đó. Cái điệu bơm bơm á.